Xỉu luôn cả nhà ơi, nấm bào ngư xám nha. Cái tua này quá trời luôn rồi cả nhà. Còn cái này thì nó ít đó, còn này nó cũng ít luôn. Tua tủa hay cũng nhiều nữa cả nhà. Dạ, đây cái bạn này mới đúng nè. Đó đó đó. Đợt mắm mới nha cả nhà. Như cái này nó chưa có nghe nấm. Cái này nè, cái này nó lú lú nè. Đó, cái này là đợt nấm thứ hai. Gì? Hử?